xôi, ta về đây sum họp một nhà. Nhà Việt Nam ông cha ta xây, bao ngàn năm dòng giống dòng tiên. Lạc Long Quân Âu Cơ, anh hùng áo nâu Quang Trung đã lừng danh dừng bước giặc thù, giữ gìn núi sông thân yêu, ta một lần thống nhất Việt Nam. Ơi quê hương ta, quê hương Việt Nam kiêu hùng, ơi nhân dân ta, nhân dân Việt Nam anh hùng. Lòng chí trai nam nhi, hào hùng nữ nhi oai nghi, rèn luyện võ công oai danh, đó chính là võ cổ truyền, cổ truyền Việt Nam. Từ năm châu muôn phương, ta về đây xây dựng cơ đồ, làm rạng danh quê hương ông cha, tô hồng thêm dòng máu Việt Nam. Dòng sử xanh Lam Sơn, anh hùng nữ nhi Trung Vương đã vì dân vì nước diệt thù, bảo tồn võ công oai danh, võ cổ truyền tổ quốc Việt Nam. Xin chào tất cả các bạn nhé. Trước khi bắt đầu vào phần hướng dẫn, tôi xin phép được nhấn mạnh như thế này. Tất cả những bạn chưa có căn bản về Côn Y Khúc, các bạn xem tới video này thì đề nghị các bạn xem cho vui, xem để giải trí, không thực hiện theo video hướng dẫn này nhé. Nếu như các bạn muốn tập một cách tâm huyết và có thể ứng dụng được thì các bạn vui lòng xem từ bài thứ nhất trở đi. Ở trên kênh đã có đầy đủ rồi. Các bạn tập từ những cái bài căn bản đó rồi sau đó tới cái bài này các bạn mới tập. Chứ các bạn tập thì các bạn tập được thôi, nhưng mà các bạn sẽ không ứng dụng được đâu. Đi ra ngoài các bạn múa máy thì chỉ để người ta bảo các bạn là múa lửa, tại vì các bạn không ứng dụng được. Rồi tôi xin phép nhấn mạnh sơ qua vậy thôi. Bây giờ tôi xin phép đi vào phần hướng dẫn của ngày hôm nay. Xin chào tất cả các bạn nhé. Như vừa rồi các bạn xem đoạn cái video demo ở đầu video á, thì các bạn có thấy tôi thực hiện một số động tác về thân pháp trong thực chiến Côn Y Khúc. Đối với những cái động tác này á, nó cũng rất cơ bản thôi, nhưng tại vì tôi đang làm video hướng dẫn cho người mới và những bạn không có căn bản võ thuật, thì đây là những cái mà các bạn có thể tập dễ dàng nhất. Hướng dẫn những cái có thể là độ khó nó cao hơn thì nhiều bạn mới sẽ không theo được, cho nên tôi xin phép là thực hiện một số động tác như vậy. Bây giờ hướng dẫn lại để mô qua một số động tác. Cái động tác đầu tiên là độc hành ngũ tấn ha. Đó là cái động tác. Tại sao chúng ta cần phải thực hiện động tác này? Trong thực chiến có thể có nhiều lúc các bạn bị đối phương dồn hoặc là đạp từ phía sau. Nếu các bạn thân pháp không nhanh nhẹn, các bạn có thể là té sấp mặt về phía trước. Nhưng nếu như các bạn tập luyện qua động tác này, khi các bạn bị đạp tấn công bất ngờ từ phía sau, các bạn lao người về phía trước, ngay lập tức các bạn vừa tạo ra khoảng cách và vừa lấy lại được cái không gian để các bạn có thể định hình lại cái vị thế chiến đấu của mình. Đó là cái đầu tiên. Còn động tác thứ hai, đó là động tác để chúng ta đánh. Cái động tác này á, trong trường hợp khi chúng ta tấn công với nhiều người ở nhiều hướng, chúng ta sẽ đạp một người rồi chúng ta đánh một người. Và động tác thứ ba là chúng ta đồng địa tấn 360. Đối với cái đồng là động tác này á, nó sẽ giúp gia tăng cái lực đánh của các bạn á, lên 3 đến 5 lần tùy theo khả năng của các bạn ha. Chúng ta đánh này, quật rồi xả rồi chúng ta, cũng là để các bạn áp dụng ha. Người phía trước rồi người phía sau, người phía bên cạnh, hoặc đánh người phía trước rồi ha. Tức là chúng ta chiến đấu với nhiều người, người phía trước, người phía sau hoặc người bên cạnh. Động tác thứ tư, đó là chúng ta đang đánh rồi chúng ta chạy, rồi chúng ta nhảy và quật lại. Tại sao chúng ta áp dụng cái đòn này? Ví dụ thì chúng ta đánh nhau với đối phương á,
đối phương tấn công lấn lướt mà khôn thì khúc ấy, thì hiệu quả ở khi ở tầm xa. Và khi chúng ta bị tấn công bởi nhiều người thì chúng ta sẽ giả bộ chạy trốn và chúng ta quay lại đánh bất ngờ. Đó là chúng ta tạo khoảng cách rồi sau đó để chúng ta tấn công trở lại, làm đối phương không kịp trở tay. Rồi động tác cuối cùng đó chính là cái động tác ré đòn rồi đánh. Thì cái này á, ví dụ chúng ta đang đánh ở trong không gian hẹp, ở phía giữa có một cái xà ngang, chúng ta không thể là lướt sang mà chúng ta đánh, thì chúng ta sẽ đánh rồi lòn qua cái xà ngang, quất ở dưới chân rồi xả lên trên mặt rồi chúng ta đánh. Đó là một số cái động tác cơ bản của thân pháp trong thực chiến của những khúc. Và tôi sẽ sơ lược lại từng đòn để các bạn dễ tập nhé. Cái động tác đầu tiên trong những cái động tác mà trong video ở đoạn đầu mà các bạn vừa xem á, đó là độc hành ngũ tấn. Động tác này thì có hai cách để chúng ta thực hiện. Một là chúng ta đặt cả hai cái bàn tay đều nhau để chúng ta lộn về trước. Hai là chúng ta đặt một là tay phải thẳng mũi tay về đằng trước phía trước mặt, chúng ta đứng chân trước chân sau, chân phải phía trước, tay phải vuông một góc 90 độ so với tay trái, đặt xuống cúi đầu làm sao để cái điểm cùi chỏ của chúng ta điểm tiếp xúc là lan thẳng qua vai rồi sang bên kia. Đó là động tác đầu tiên. Động tác thứ hai, các bạn nhìn quay chậm, chúng ta đặt hai tay thẳng đều nhau, rồi đó là cái cách đầu tiên để chúng ta độc hành ngũ tấn. Các bạn có thể tập với côn, một tay các bạn cầm côn, các bạn nhớ hai ngón tay này chúng ta cầm côn để tránh trường hợp á đấm đấm sẽ rất đau tay, chúng ta xòe ra. Rồi chúng ta bắt đầu đi tới. Rồi như vậy là chúng ta cũng lộn qua rồi. Ok, đòn thứ hai, nếu như các bạn á không đạp trên không được như vậy, các bạn đi tìm khu vực nào đó có cái bờ tường, rồi các bạn đạp vào bờ tường, các bạn đánh ra cho nó dễ. Khi các bạn đạp á, các bạn nhớ này, cái chân trái bước lên trước, chân phải đạp vào bờ tường, cái lực quán tính các bạn để cho nó co sát vào để tạo cái lực bật, rồi mới đẩy ra, rồi các bạn quật. Chúng ta làm lại. Đó. Động tác thứ ba thì các bạn chỉ cần lưu ý, không phải là khơi khơi tự nhiên chúng ta nhảy, chúng ta phải tấn công trước, quật xả, quật để đối phương lùi lại, đối phương muốn ta áp sát xả lại để đối phương lui ra, rồi sau đó vòng tay qua đầu, còn tôi ăn tay ngang, rồi quật phần quật xả, rồi chụm chân về nhún xuống, rồi xả, rồi nhảy lên. Đó là động tác thứ ba được gọi là đồng địa tấn. Ở động tác thứ tư thì các bạn đơn giản lắm, các bạn chỉ chạy về phía trước, rồi chân phải rộng, rồi nhảy lên, rồi các bạn bước tới, quật, muốn quay ngược lại thì các bạn bước chân trái rồi quay về bên phải, và động tác lẽ đòn và lòn xà ngang. Thì các bạn chú ý này, các bạn tập này, tay phải
vòng lên, lên tới trên, rồi tay trái đi theo, gạt móc cái chân của đối phương, rồi tay phải quật chân đối phương, rồi rút chân sang và chúng ta lòn qua sàn, rồi đặt ra rồi tấn công trở lại, vừa là lé đòn vừa là lòn sàn nhé. Tôi quay ngang lại cho các bạn dễ nhìn này. 1 2 rồi 3 xả bước chân trái lên rồi lùi lại, rồi đánh như thế nào thì tùy theo tình huống. Rồi, bây giờ chúng ta còn cái động tác cuối cùng. Động tác này thì đúng ra là chúng ta sẽ bật ngược rồi thẳng đứng về đằng sau, nhưng mà động tác này nó sẽ rất khó đối với những bạn mới, và nếu như tập không cẩn thận thì chúng ta sẽ tự đập đầu xuống dưới nền đất, nó rất đau, sẽ choáng váng. Mà khi đã choáng váng rồi thì chúng ta sẽ mất kiểm soát, không đủ khả năng để mà tấn công đối phương được nữa. Chính vì vậy tôi sẽ không hướng dẫn cái cách đó, mà tôi thường hướng dẫn cái cách đơn giản hơn, đó là các bạn lộn nghiêng về một bên vai. Cái thao tác này là để làm gì? Khi chúng ta tấn công và chúng ta đánh nhau, sẽ có nhiều trường hợp chúng ta bị đối phương đạp vào người. Nếu như các bạn đủ mạnh, đủ tỉnh táo, các bạn chỉ lùi ra phía sau rồi các bạn rút một chân trước chân sau thành cái thế đinh tấn là các bạn thăng bằng được. Nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng kiểm soát được, sẽ có những lúc chúng ta bị đạp và ngã về đằng sau. Chính vì vậy đây là cái thao tác để chúng ta vừa bị ngã về đằng sau, ngay lập tức chúng ta sẽ đứng dậy, chúng ta chiến đấu được luôn. Thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Chúng ta có thể tập bằng cách là chúng ta ngồi hẳn xuống dưới, rồi ra như vậy. Rồi các bạn chú ý cái đầu này, các bạn nghiêng sang vai bên phải, tại vì cái điểm tiếp xúc là chúng ta lăn bằng bên trái, và cái tay bên trái chúng ta đặt này, rồi hai tay, hai cái chân này, này chúng ta hất mạnh để chúng ta lăn quen. Rồi các bạn chú ý nha. Đó, ngay lập tức chúng ta sẽ đứng dậy và chúng ta tấn công được luôn. Thì đối với cái động tác này thì các bạn lên tập ở trên đệm, trên bãi cỏ, đừng có tập ở những cái nền bê tông như này nha. Các bạn chưa quen có thể đập đầu xuống, hoặc là tay của các bạn sẽ bị ma sát mạnh và chảy máu. Rồi như vậy là tôi đã hướng dẫn xong tất cả những cái thao tác quan trọng về thân pháp khi thực chiến với côn nhị khúc. Các bạn nào mà chưa tập qua căn bản, tôi nhắc đi nhắc lại trong tất cả các video của tôi, chưa tập qua căn bản thì xem giải trí, xem cho vui thôi. Có căn bản rồi chúng ta mới tập theo những video này.